Hồi ký Chiến Trường Ca Tôi là người lính biên giới Tây Nam Tác giả Nguyễn Khắc Tòa Giọng đọc Hồi ức lính Mời toàn thể các bạn cùng đón nghe Phần 8 Chúng tôi được các anh đại đội cho biết, qua trung tuần tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động trên 60 vạn quân đánh vào toàn tuyến biên giới phía Bắc của ta. Chúng muốn khôi phục lại đám học trò mà chúng dày công gieo trồng, vun sới, đang dần bị chết ngạt. Hồng kéo quân ta về nước để bọn Pol Pot lại ngóc đầu dậy và tiếp tục thực hiện chế độ diệt chủng với chính dân tộc của mình. Song song với cuộc xâm lược của quan thời chúng ở biên giới phía Bắc, lực lượng khơ me đỏ vừa bị ta đánh tan rã đã nhanh chóng tập hợp lại, ra sức phản kích. Chúng hòng đánh bật ta ra và chiếm lại địa bàn trước đây chúng từng chấn giữ. Có thể nói, ta đánh làm chủ được lộ 3, lộ 4, làm chủ được dãy núi Tượng Lăng, khu vực đèo Pích Ninh. đồng nghĩa với quân khu Tây Nam của Pol Pot hoàn toàn mất sức chiến đấu. Chính vì vậy, mà ta giải quyết giải phóng cho được khu vực này bọn pol pot quyết giữ cho được vị trí yết hầu của chúng sau chiến dịch 2 b do bộ tư lệnh chiến dịch chỉ đạo quân khu dùng nhiều sư đoàn đồng loạt tấn công truy quét làm sạch địa bàn từ lộ 3 tỉnh campot dọc theo dãy núi poco tượng lăng dài gần 70 km các sư đoàn của quân khu tây nam pol pot bị thiệt hại nặng nề và chúng rút dần về hướng tây bắc dãy núi Tượng Lăng, tiếp tục tập hợp lực lượng chống phá lại ta, nhằm làm thất bại âm mưu của địch, không thể để cho chúng tồn tại những đầu mối đơn vị lớn cấp sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn để đánh phản kích lại ta. Bộ tư lệnh chiến dịch tiếp tục chỉ đạo quân khu mở các chiến dịch truy quét 3B, 4B, 5B có nhiệm vụ phá tan các căn cứ còn lại của bọn Pol Pot trong rừng núi. Tham gia chiến dịch này, quân khu đã điều động nhiều sư đoàn và các đơn vị trực thuộc cùng phối hợp chiến đấu. Vào một buổi trưa đầu tháng 3 năm 1979, sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc đang hành quân thì được lệnh dừng lại. Tiểu đoàn trưởng Trinh Sát cầm tấm bản đồ, các cán bộ đại đội vây quanh ông đưa tay chỉ vào tờ bản đồ, phân công từng đại đội, bố trí trận địa. Đại đội tôi tập hợp thành một hàng dọc, đi theo sự chỉ dẫn của cán bộ đại đội. Đi hơn một nửa km thì dừng lại đóng quân. Nơi chúng tôi đóng quân là một vườn dầu cổ thụ, một người ôm không hết đường kính của cây. Phía trên nơi ta đóng quân chừng một km là một dãy núi dài, đường lộ bốn phải đi qua đèo dân ở đây gọi là đèo picnin đèo dài gần 6 km nếu tính từ hướng cảng Công Pông som đi lên thủ đô nông pênh bên tay trái là dãy núi đá còn bên tay phải là vực sâu sau này đường qua đèo picnin đã được chính quyền heng song rin mở rộng tạo thuận tiện cho giao thông và ở đây nhiều nhà hàng cũng được mở ra để phục vụ cho các điểm tham quan du lịch sau khi đại đội bố trí đội hình tác chiến của các trung đội xong xuôi, chúng tôi bắt đầu đào công sự cá nhân. Đất ở vùng này cứng như đá, quốc chim đào xuống cứ muốn văng ra khỏi tay. Trước khi đào đã dùng bao tay mà hai lòng bàn tay vẫn tấy rộp lên, bong ra. Đào được hơn 3 tiếng mới xong một hố công sự cá nhân, cũng gọi là tạm tạm. Anh nuôi đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng bốn giờ chiều chúng tôi ăn cơm sớm hơn mọi ngày vùng này không còn là đồng bằng nữa đêm chúng tôi gác thỉnh thoảng nghe tiếng thú rừng kêu lạnh cả gáy cả các đêm của tôi từ sáu đến tám giờ dưới ánh trăng lờ mờ nhìn mỗi gốc dầu xa xa giống như có một hai tên pol pot đang ẩn náu sẵn sàng lao vào cho mình một nhát dao sự im ắng của núi rừng bao phủ mùi chết chóc đầu óc căng thẳng trong lúc gác cũng qua khi có đồng đội ra thay ca đang ngủ giật mình nghe hàng loạt tiếng đại liên liên tiếp bắn vào đội hình của ta bọn pol pot đã tập kích tiếng chiến sĩ gác hét lên nhanh như sóc toàn bộ đội hình của đại đội lao vào vị trí chiến đấu súng của ta đủ các loại bắn về hướng địch bọn địch đáp trả bằng cả súng trung liên lợi dụng rừng dầu che chắn Mặc dù bên ta đạn bắn ra như mưa Chúng vẫn không rút lui Vì ban đêm ta không truy kích Sợ chúng gài mìn, phục kích Tiếng súng bọn chúng lâu lâu lại rộ lên Hai bên rằng co cho đến hơn 4 giờ sáng Thì không nghe tiếng súng của chúng nữa Sáng rõ mặt người Các cán bộ đại đội cho người đi kiểm tra Xung quanh khu vực bị tập kích hồi hôm Tìm thấy hơn 30 trái mìn lựu đạn do chúng gài được ngụy trang cẩn thận. Những ngày sau đó, chúng tôi liên tục đi truy quét xung quanh khu vực giáp danh giữa tỉnh Campot và tỉnh Kampong Speu. Một ngày trung tuần tháng 3, tiểu đoàn chúng tôi được sự phân công phối hợp cùng đại đội thiết giáp đi truy quét khu vực cách đèo Pinh 7 km về phía đông. Theo nguồn tin từ quân báo, địch ở trung tâm thị xã Kampong Speu bị các đơn vị ta tấn công truy quét, chúng đang chạy giặt về hướng tây bắc, có khoảng một tiểu đoàn thiếu đang chạy về hướng sư đoàn bộ. Trước đây, khi xem những bộ phim của Hồng quân Liên Xô đánh quân phát xít Đức, thường bộ binh đi trước, xe tăng yểm trợ phía sau. Trong trận này, bốn xe tăng, xe cách xe chừng 50 đến 60 mét dàn hàng ngang đi trước, các đại đội đi phía sau, nơi nào nghi ngờ đạn các loại từ trên xe nã xuống Đất bụi văng rào rào Bụi bay mù mịt Lính ta chạy theo xe tăng Muốn hết hơi Nơi nào có nhiều cây cối che khuất tầm nhìn Lúc đó lính mới biết thong thả Do xe tăng đi chậm Xe vừa đi vừa bắn Đề phòng ăn đạn B40 B41 của bọn Pol Pot Trận này nói là đánh cấp tiểu đoàn Nhưng không thấy địch chống trả Lâu lâu cũng thấy vài bóng áo đen lẹt đẹt vài viên AK rồi mất dạng. Mặt trời đứng bóng, đội hình dừng lại, được lệnh của sư đoàn là quay về. Tiểu đoàn không hề hấn gì. Nghe các anh cán bộ đại đội nói, nhiệm vụ chính của trận truy quét này là đuổi địch, không cho chúng co cụm về hướng sư đoàn bộ. Qua trung tuần tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn trinh sát các trung đoàn bộ binh và các đơn vị bạn tiếp tục liên tiếp tổ chức truy quét bọn Pol Pot ở tất cả các hướng, dọc lộ 4, lộ 3, khu vực dãy núi Tượng Lăng, khu vực dãy núi thuộc tỉnh Sihanoukvin, đèo Pích Ninh. Trong quá trình truy quét, ta bị chống chống trả quyết liệt. Trung đội tôi từ lúc vào chiến dịch qua hai lần bổ sung quân, tất cả có 28 người, giờ chỉ còn lại 14. 5 chiến sĩ hy sinh, có cả trung đội phó hơn và 9 chiến sĩ bị thương phải trở về tuyến sau điều trị. Tôi được phong quân hàm trung sĩ, giữ chức vụ trung đội phó, trung đội chính sát thay cho trung đội phó hơn. Vào những ngày gần cuối tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn chỉ để lại đại đội 1 để bảo vệ sư đoàn bộ. Tất cả đều tham gia truy quét, kế hoạch đi truy quét từ 2 đến 3 ngày chúng tôi chuẩn bị lương thực, vũ khí để lên đường. Đúng 7 giờ, đơn vị xuất phát. Được tin của quân báo, cách sư đoàn bộ 18 km đường chim bay về hướng tây bắc là kho vũ khí, đạn dược, lương thực của bọn Pol Pot đang tập kết. Nhiệm vụ của tiểu đoàn trinh sát phải phá hủy tụ điểm đó. Chúng tôi cắt rừng để đi, vừa đi vừa mở đường. Dưới cái nắng oi nồng của cuối mùa khô Mồ hôi ướt đầm đìa Lúc này không có gì quý bằng nước Chúng tôi uống rất tiết kiệm Mỗi lần chỉ dám nhấp nửa nắp bình tông Đến 3 giờ chiều Gần như không có ai còn nước Và có người Phải tự uống nước tiểu của mình Cánh rừng oái oam này Là cây rừng Không có các loại cây chứa nước Cả đơn vị đành nhịn khát để hành quân Thường trong rừng có một loại cây thân dây leo Dùng dao găm phát ngang thân cây Nước sẽ giỏ từng giọt nhỏ xuống Chỉ cần chừng đó là làm dịu cơn khát Đội hình đã có những bước đi liêu siêu 5 giờ chiều chúng tôi đến nơi tập kết Trong rừng trời dần chuyển sang màu tối Tiểu đoàn trưởng chấm trên bản đồ Ông nói Xung quanh đây bán kính chừng 60 mét là có giếng nước Tất cả các đơn vị đều tỏa ra đi tìm và đã tìm thấy giếng đến bây giờ tôi vẫn khâm phục tiểu đoàn trưởng ngân giữa khu rừng mênh mông xa lạ không có gì định vị ngoài chiếc la bàn làm sao ông lại căn tọa độ chính xác đến vậy ấy vậy mà có một lần suýt nữa mấy thằng tôi cho thủ trưởng với thằng liên lạc về chầu trời chuyện là vào một buổi chiều ba thằng trong tiểu đội có tôi Xách súng vào rừng xem có kiếm được gì để cải thiện không Đang đi bỗng phía trước có tiếng sột soạt trong bụi rậm Chúng tôi nằm cả xuống Xem là bọn Pol Pot hay thú rừng mà tiếng động lại lớn thế Cả ba khẩu súng đã mở khóa an toàn Chỉ chờ nhả đạn Bỗng nghe tiếng nói Đây rồi thủ trưởng ơi Chúng tôi giật mình Tất cả chốt khóa an toàn đứng dậy Rồi tôi nói lớn Bắn được con gì đó thủ trưởng ơi À một con sóc Ông vừa nói Vừa trong bụi rậm bước ra Theo sau là tay liên lạc Tay cầm con sóc Tiểu đoàn trưởng Ngân Người nhỏ nhắn Tôi đoán ông chừng 50kg Nước da sạm đen Lại thêm nắng gió miền cao nguyên Làm cho nước da ông sạm hơn Ba thằng tôi nhìn hai thầy trò thủ trưởng Rồi nhìn nhau hú vía Chúng tôi mà thần hồn nát thần tính thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi thấy giếng nước, đại đội trưởng của tôi cầm chiếc đèn pin cá nhân, soi xuống. Chỉ thấy một màu đen kịt. Anh yêu cầu một chiến sĩ xuống xem thử. Chiến sĩ này xuống khoảng 5 mét rồi kêu lên. Mùi thối nặng quá, không thể xuống được. Theo lệnh của tiểu đoàn trưởng, các đại đội tập trung xử lý bằng mọi giá trong đêm nay phải có nước uống một biện pháp nhanh chóng được đưa ra, tất cả các dây võng tập trung lại, nối với nhau sao cho dây chạm đáy giếng, các cành cây buộc vào dây, thay nhau đưa xuống giếng rồi nhanh chóng kéo lên, mục đích là lưu thông không khí. Ai cũng khẩn trương, tất cả mọi người hăng hái làm việc. Được 15 phút, các đại đội cử luân phiên người xuống giếng, từng chiếc võng được buộc rút hai đầu, một sợi dây dài buộc chính giữa võng đưa xuống giếng để chuyển các chướng ngại vật lên lúc này trong rừng chỉ lờ mờ ánh sao để hỗ trợ khi lên một dây dù được buộc ngang thắt lưng người xuống bên trên có hai chiến sĩ giúp sức khi nào muốn lên người dưới giếng giật dây lập tức người bên trên kéo dây người dưới dùng hai tay hai chân bám vào thành giếng nhanh chóng thoát khỏi miệng giếng những thứ được đưa lên chủ yếu là xác người. Có lẽ bọn Pol Pot giết xong, chúng quăng xuống giếng. Anh nào gan lì lắm cũng chỉ chịu trận ở dưới giếng được chừng 3 phút. Chừng 40 phút sau, các chứng ngại vật đã được đưa hết lên khỏi giếng. Giếng cạn nước, chúng tôi lại thay nhau dùng quốc chim để đào. Người đào đất, kẻ kéo đất lên trong đêm tĩnh mịch, không đèn đóm. Phải đào sâu thêm 4 mét, giếng mới có nước đã hơn 8 giờ đêm các đại đội tập trung hết bình tông lại dùng dây dù cho xuống khi đẩy nước kéo lên đổ vào nồi quân dụng dùng màn lọc cho sạch đất rồi nấu ăn mặc dù là ăn cơm muộn nhưng dù sao cũng có nước để nấu ăn sinh hoạt sáng mai thức dậy nhìn nồi cơm ăn hồi tối còn sót lại một ít ai cũng phải dùng mình từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ phải ăn chén cơm lịch sử cơm đen như than ban tối không nhìn thấy chứ ban ngày không ai nuốt nổi vì nuốt sẽ bị nôn ngay xa xa một chút là xác người đưa lên tối qua quen với cảnh bị thương chết chóc lúc đó thấy bình thường giờ này mà thấy cảnh đó chắc một tuần sau ăn cơm vẫn không ngon qua một đêm nước giếng lắng xuống buổi cơm sáng cơm đỡ đen hơn nhiều cơm nước xong khoảng bảy giờ đơn vị tiếp tục hành quân đại đội trường cho biết chỉ còn cách địch sáu km chúng tôi đang đi trong rừng cây gỗ lớn không phải cắt để mở đường đề phòng không may gặp địch sẽ làm lộ kế hoạch của ta tiểu đoàn vẫn cho hai tổ tiền tiêu mỗi tổ năm người đi trước cách đội hình bảy mươi m để dò đường gần hai giờ sau đơn vị chỉ cách căn cứ địch chừng 500 mét. Lệnh từ ban chỉ huy tiểu đoàn, tất cả dừng lại, triển khai đội hình chiến đấu. Chúng tôi ngồi im tại chỗ, cán bộ tiểu đoàn và các cán bộ đại đội hội ý. Tiểu đoàn trưởng dùng cây bút chì vạch trên tấm bản đồ, phân công nhiệm vụ tác chiến cho từng đại đội. Chúng tôi được lệnh dàn hàng ngang tiến vào. Khi tiến vào gần các mục tiêu phải quan sát thật kỹ và tiếp cận thật gần mới nổ súng, đánh bất ngờ để chúng không kịp trở tay. Cách 100 mét đã nhìn thấy khu nhà của chúng, Đại đội trưởng ra hiệu tất cả ở tư thế bò trườn, vừa bò vừa quan sát, kiểm tra xem chúng có gài mìn hay không, để tránh tình trạng chúng phát hiện. Khi chúng tôi cách khu nhà 40 mét, lính gác của chúng đột nhiên la lên. Duân, duân từ miệt thị dân tộc việt nó bắn một loạt ak rồi bỏ chạy tiếng Duôn vừa ra khỏi họng nó cũng là lúc hàng loạt đạn của ta đủ các loại vừa bắn vừa hô sung phong quân địch quá bất ngờ hoàng lạn rồi bỏ chạy hết toàn tiểu đoàn tiến vào những dãy nhà của chúng ở không thấy một tên nào dãy nhà chúng xây dựng trên diện tích đất được ủi trống hơn một ha nhà làm bằng khung sắt tiền chế trên lợp tôn thiếc nhà này chúng dễ dàng di chuyển chỉ cần tháo hết ốc vít từng bộ phận rời ra đem hết đến nơi khác để lắp ráp trong căn cứ chúng đang tập kết lương thực vũ khí trang thiết bị hậu cần gồm có một kho chứa thóc dài 10 mét rộng 4,5 mét cao 1,5 mét ước khoảng 30 tấn một kho lớn đạn dược các loại ước chừng hàng chục tấn, một kho vải sợi, một kho chứa gần 50 chiếc ô tô vận tải, nhãn hiệu Trung Quốc còn mới nguyên, hàng trăm phi xăng, dầu được xếp ngay ngắn. Tiểu đoàn trưởng điện đàm về sư đoàn, báo cáo tình hình thực tế và xin ý kiến chỉ đạo của sư đoàn. Qua trao đổi vài phút trên máy bộ đàm, lệnh của tiểu đoàn trưởng, tất cả bố trí địa hình chốt lại, bảo vệ kho quân khí, lương thực chờ sư đoàn cho tiểu đoàn vận tải lên tiếp quản. 10 phút sau, chúng bắt đầu bắn lại. Có thể chúng bị bất ngờ, vội bỏ chạy, nên vũ khí mang theo ít. Hơn nữa, chúng sợ bị bắn vào kho xăng dầu, kho đạn của chúng. Vì vậy, tiếng súng phản công rất yếu ớt, không làm ta bận tâm. Khoảng 10 giờ ngày hôm sau, sư đoàn cho tiểu đoàn vận tải lên tiếp quản, vận chuyển chiến lợi phẩm về cứ của sư đoàn. Tiểu đoàn tôi những ngày sau đó liên tiếp thay đổi vị trí truy quét, nơi nào cũng thấy rừng với núi, nhiều địa danh quá không thể nhớ nổi. Đơn vị khi vào chiến dịch truy quét gần như ngày nào cũng phải đi. Có một điều lạ, trong chiến dịch không sao, nhưng khi hết chiến dịch rồi về cứ, 10 người lăn ra bệnh cả 10. Có lẽ tất cả sức lực đã cố dành cho chiến dịch có một chuyện trong đợt truy quét đó tôi không thể không kể đội hình của đại đội tôi sau một ngày truy quét khi về cắt sai góc phương vị trời đã tối mà vẫn không thoát ra khỏi khu rừng mặc dù chiến sĩ thông tin đưa máy bộ đàm cho đại đội trưởng trực tiếp hỏi tiểu đoàn trưởng hướng để tìm về cứ đêm hôm đó chúng tôi phải nhịn đói và ngủ lại trong rừng đi cả ngày ai cũng thấm mệt ai cũng dọn tạm cho mình một chỗ để đặt lưng. Trung đội tôi có thấy một chỗ trống gần 20 mét vuông. Sau khi phân công trực gác xong, cả trung đội lan ra ngủ. Sáng sớm tức dậy, chúng tôi thấy chỗ ngủ toàn là đất mới. Nghi ngờ bọn địch trôn vũ khí. Chúng tôi dùng cuốc đào lên. Đào được 30cm. Thấy đầu người. Đang tính lấp đi, nhưng cán bộ đại đội bắt đào tiếp. Xem ngoài người chết còn có gì dưới hố Cả đơn vị thay nhau đào Sau khi lấy hết đất lên Chúng tôi nhìn thấy hai chục xác chết Chủ yếu là nam giới Cứ năm hay sáu người Bị xích bằng sợi dây xích qua cổ tay Và họ bị chôn sống Họ chết chưa lâu Chân tay khô quắt Chúng tôi không biết và không hiểu Những người bị chúng hành hình Là thành phần nào của dân tộc Khmer có lẽ những người đã chống lại chúng chăng? Cả một buổi sáng hôm đó, tôi cứ suy nghĩ vớ vẩn. Bọn Pol Pot này quá tàn ác. Trước khi chết, những người đó phải vất vả lắm vì ngạt thở. Và tôi lại ngán ngẩm nghĩ tới cảnh Nếu không may một lý do nào đó, mình rơi vào tay chúng. Vào một buổi sáng, những ngày gần cuối tháng 3 năm 1979, Đơn vị buổi sáng được nghỉ Buổi chiều một nửa trực Nửa còn lại phối hợp với tiểu đoàn vận tải Đào huyệt tử sĩ Khu vực đào huyệt nằm phía sau sư đoàn bộ Chừng 200 mét Lính vận tải cho biết Lệnh của sư đoàn phải đào huyệt trước Chuẩn bị cho trận đánh mở đường Tiến lên tiêu diệt lực lượng của chúng Tại hai tỉnh Cô Công, Pusat Sát Dự kiến trận đánh này rất ác liệt Sẽ có thương vong lớn Các sư đoàn của bọn địch bị ta đẩy lùi và chúng đang co cụm xung quanh dãy núi tượng lăng. Bọn địch ở tỉnh Công Pông Pèo cũng tập trung rất đông tại khu vực đèo Bích Ninh. Chúng đang tập hợp lực lượng phối hợp cùng quân khu Tây Nam do tướng Tà Mốc chỉ huy nhằm đánh lấy lại thủ đô Nông Pênh. Địa bàn ở đây cách xa biên giới Việt Nam không thể đem xác các tử sĩ về ngay mà phải chôn tạm khi có điều kiện sẽ đưa hết về nước. Huyệt chôn tử sĩ được đào kích thước dài gần 2 mét, rộng 0,8, sâu 0,8, huyệt cách huyệt 2 mét. Hết hàng này sang hàng khác. Chúng tôi đào trong 2 ngày, ước có đến trên 400 huyệt. Khi đào huyệt, mọi người nói vui, không biết cái nào dành cho mình, nên đào cho đủ sâu, đủ rộng. Lúc đào huyệt, tôi gặp thằng Ấn, người cùng xã. Nó ở tiểu đoàn vận tải, mặc dù cùng ở sư đoàn bộ nhưng trong hai năm tôi gặp nó duy nhất một lần hai thằng hỏi thăm sức khỏe nhau hỏi thăm gia đình cả tôi và nó đều mù tịt về chuyện gia đình quê hương vì từ ngày sang ca tới giờ đâu có nhận được thư của gia đình mặc dù những lúc rảnh rỗi chúng tôi cũng nguệch ngoạc ít dòng để gia đình yên tâm là chúng tôi vẫn luôn vui tươi mạnh khỏe ăn uống đầy đủ sung sướng hơn ở nhà. Cho dù không phải thế. Rồi xem có dịp ai về nước, chúng tôi nhờ gửi bưu điện. Ở đây hòm thư thay đổi liên tục để bảo vệ bí mật quân đội. Nếu gia đình có gửi thư vào, cũng dễ gì chúng tôi nhận được thư nhà. Tôi hỏi nhiệm vụ chính của nó, nó nói: Nó ở trung đội chuyên bốc mộ tử sĩ đem về nước. Nó cho biết thêm, mới đầu không quen ghê lắm. Cả tuần không ăn nổi cơm, bị nôn ra mật xanh, mật vàng. Khi đào lên đưa xác tử sĩ về nước, thường lúc đó xác đang trong thời gian phân hủy, phải mở bọc ni lông, tìm lọ penicillin có chứa các thông tin về liệt sĩ. Lúc mở bọc ra, một mùi đặc trưng không sao chịu nổi, nhưng vì nhiệm vụ, lâu cũng quen dần và bây giờ lại thấy bình thường. Thật chẳng có nhiệm vụ nào trong chiến trường mà không gian khổ. Trong thời gian đó, mỗi người được phát thêm một bao ni lông màu trắng, dày. Bình thường bao ni lông có thể che mưa, trải làm chiếu nằm. Khi vượt sông suối, cho đồ dùng, quần áo vào bao, buộc lại, rồi làm phao bơi. Nhưng chức năng quan trọng nhất vẫn là không may hy sinh. Đồng đội cho xác cùng với một lọ nhỏ như lọ thuốc binicilin vào rồi buộc lại, chôn cất. Khi chiến sĩ ta hy sinh sẽ ghi họ tên, quê quán, năm sinh, số hiệu quân nhân vào một miếng giấy rồi cho vào lọ, đóng nắp lại. Lúc có điều kiện đưa về nước thì không bị nhầm lẫn về danh tính. Trong trận đánh này có nhiều sư đoàn tam chiến, sư 4, sư 8, 330, 339. Mục đích của bộ tư lệnh tổ chức mở rộng địa bàn, khai thông lộ 4, truy quét địch từ đèo Pinh Ninh dọc hai bên Tây và Bắc lộ 4. Bằng mọi giá ta phải đánh cho được, sẽ phối hợp cùng các đơn vị bạn, tràn qua các tỉnh Pua Sát, Con Công, tiêu diệt các cứ điểm của chúng dọc theo các dãy núi và dọc biên giới Campuchia, Thái Lan. Vào một ngày gần cuối tháng 3 năm 1979, Tôi nhớ thời gian này vì những ca gác của tôi vào lúc gần sáng mà không thấy ánh trăng. Khoảng 7 giờ sáng, chúng tôi nghe phía trước súng đạn các loại loạn xạ. Phía trước chúng tôi là đèo Bích Nin. Quân ta và quân địch đang đánh nhau dữ dội. Đây là một đoạn thuộc quốc lộ 4. Con đường độc đạo dài gần 6 km. Muốn thông tuyến hành quân, phải giải phóng được đoạn đường này. Nhớ tới Đảo Piclin, tôi lại liên tưởng tới cầu Hàm Rồng quê tôi. Thời chiến tranh, máy bay Mỹ quyết tâm đánh sập cầu nhằm cắt đứt đường vận chuyển cá nhân vật lực cho tiền tuyến. Tôi là lính, chỉ được nghe thông tin trận đánh qua các anh cán bộ đại đội, nên đội hình phối kết hợp tác chiến giữa các đơn vị với nhau tôi không hề biết, chỉ biết các trung đoàn bộ binh của ta tiến lên đều bị chúng đánh chặn. Pháo hỏa lực của chúng hai bên núi bắn đạn xuống như mưa. Tiểu đoàn pháo của sư đoàn hoạt động mạnh nhưng không có kết quả. Trên dãy núi với đầy hang hốc là nơi chúng ẩn nấp rất an toàn. Khoảng 10 giờ sáng, xe chở tử sĩ thương binh về bệnh xá sư đoàn càng lúc càng nhiều. Hết chiếc này tới chiếc khác đại đội tôi phải hỗ trợ tiểu đoàn vận tải chôn tử sĩ và băng bó cho thương binh. Chừng 3 giờ chiều, bệnh xá sư đoàn thương binh nằm la liệt, không kịp băng bó, những ca nặng ưu tiên xử lý trước, ca nhẹ xử lý sau. Trực thăng hết chiếc này đến chiếc khác vận chuyển thương binh về nước. 4 giờ chiều, ta ngừng tấn công. Theo thông tin báo, từ sáng đến chiều quân ta tiến lên không đáng kể. Ngày hôm sau, bên ta thay đổi chiến thuật. Đúng 7 giờ sáng, các loại pháo của ta bắn cấp tập lên hai dãy núi. Bộ binh mở đường, xe tăng phía sau hỗ trợ. Trong buổi sáng, ta cũng không tiến lên được. Quân ta bị tổn thất rất nặng. Một chiếc xe tăng bốc cháy do chúng DKZ75. Tôi không biết tăng của sư nào, nhưng nghe loáng thoáng là của sư 339. 10 giờ sáng ngày hôm đó, lệnh của trên, tất cả các đơn vị dừng tấn công, chờ cấp trên tăng cường thêm pháo binh. 3 giờ chiều trong ngày, một cánh quân của quân đoàn 3 đã tập kết gần ngay sư đoàn bộ. Ban đêm, các đơn vị gác rất cẩn thận, nhưng gần như vị trí nào địch cũng tập kích, Thường vong rất ít do bộ đội ta cảnh giác cao độ. 6 giờ sáng hôm sau, pháo cháy của các sư đoàn bạn cùng với tiểu đoàn pháo sư đoàn bắn liên tục lên dãy núi khu vực đèo Picnin. Pháo cháy gặp mùa khô, lửa đỏ rực trời dọc theo hai dãy núi. 9 giờ sáng, toàn bộ đội hình sư đoàn đã làm chủ được khu vực đèo Picnin mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Được tin quân báo cho biết, bọn địch chủ quan khi gặp pháo cháy, bắn bất ngờ, gần như toàn bộ các căn cứ chúng đóng dọc theo dãy núi đều bị thiêu trụi. Trận này địch tổn thất nặng nề, về phía ta tổn thất không nhỏ. Tất cả các đơn vị của ta tiếp tục thừa thắng sông tới, truy quét địch ở mọi hướng, mọi nơi. Riêng sư đoàn tôi trong mấy ngày đó tiêu diệt 235 tên, bắt 90 tên, thu 3.150 khẩu súng các loại, 149 xe vận tải, 16 xe tăng, 5 máy thông tin, 4 tấn gạo, 100 tấn lúa và hàng nghìn mét vải các loại. Bước sang tháng 4 năm 1979, đang là giao mùa, không khí ngột ngạt, oi nồng, nhưng chúng tôi vẫn phải liên tục đi truy quét. Trước đây, chúng tôi chỉ đi trong ngày, nhưng vào thời điểm này, có khi đi cả hai đến ba ngày. Và dĩ nhiên, đơn vị phân công anh nuôi đi theo. Mỗi đơn vị đều để lại con số bảo vệ cứ, tránh tình trạng chúng đánh tập hậu khi đi truy quét dài ngày. Đồ đoan thật lỉnh kỉnh. Anh nuôi ngoài son nồi, trên vai là hai can nước, mỗi can 20 lít. Lính ngoài súng đạn trên vai, ngoài chiếc bình tông, anh nào cũng thủ thêm một ít nước Thôi thì đủ phương tiện để chứa nước Người cho vào hộp đạn DK-75 Người cho vào những túi ni lông nhỏ Nói tóm lại Vật gì tiện dụng cho nước đều được tận dụng Không biết các địa danh khác của xứ sở này ra sao Riêng khu vực này vào mùa khô rất khó mà tìm thấy nước Đã có chiến sĩ của đơn vị bạn không chết vì súng đạn Mà lại chết vì khát nước những đợt truy quét trong tháng 4 năm 1979, chúng tôi gặp rất ít địch. Lâu lâu mới gặp một toán nhỏ lẻ vài thằng. Chúng bắt gặp ta là lủi nhanh như cuốc vào trong rừng. Theo sau là các loại đạn của ta xả vô tội vạ về hướng chúng chạy. Tay nào cũng muốn cho nhẹ vai, mặc cho tiếng hò hét của cán bộ là đừng bắn nữa. Đi càn không gặp địch, mà giặc cả hai chân, sưng cả hai vai vì súng đạn trên vai, lại phải luồn lách qua suối sâu rừng rậm. Nhưng lệnh của trên ai dám chống? Gần giữa tháng Tư, sư đoàn bộ lui về đóng cứ ở khu vực Khum Campong Sela, đến ngã ba Khum Chamka Lương, thuộc huyện Kampong Sela, tỉnh Sihanoukville cách cảng Kompong Som hơn 10 km. Trong thời gian này Toàn bộ đội hình sư đoàn Triển khai đánh chiếm phà chi phớt Trong trận đánh này Ta sử dụng cả pháo binh Tăng thiết giáp hỗ trợ Kết quả trận đánh ta thu được Một khẩu 12 ly 8 7 khẩu dkz 75, 25 tàu đánh cá một tàu sắt quân sự Nhiệm vụ của lính Cứ sau mỗi trận đánh Là bắt đầu cho đợt truy quét mới hết phần 8. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 9.